có biết là những giấc mơ gần đây có cả em nữa. Ra thì cái câu thoại đi ngắm ngôi sao khuê tôi không thể nào thoại nổi. Những nam thần diễn tốt, đài từ hay của VTV, Hồng Đăng diễn gần 20 năm, Hoàng Anh Vũ đậm chất playboy. Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến không chỉ bởi ngoại hình mà còn ở lối diễn xuất chân thật, tự nhiên. Đặc biệt là cách đài từ ổn định, nhả chữ và phát âm tròn trịa mang tính chính kịch khiến anh có thể truyền đạt hết tâm lý nhân vật, ý nghĩa bộ phim đến với người xem. Nam diễn viên tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật, sau đó hoạt động tại nhà hát kịch Hà Nội, rồi lấn sân sang mảng phim truyền hình và nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả. Đóng phim từ năm 2004, tới nay đã gần 20 năm, Hồng Đăng đã sở hữu cho mình rất nhiều vai diễn ấn tượng, trở thành một trong những nam thần hàng đầu đài truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng cách đài từ của Hồng Đăng có phần hơi cũ và đôi khi mang thiên hướng kịch, có thể ảnh hưởng của việc anh vốn xuất thân từ diễn viên kịch nói. Thế nhưng dù sao Hồng Đăng vẫn hoàn toàn xứng đáng nằm trong top đầu về đài từ của các sao nam phim VTV khung giờ vàng. Công Dương là sao nam thế hệ mới đầy triển vọng của showbiz Việt hiện nay với lối diễn xuất tốt và cách đài từ dễ chịu, chất giọng nam tính, cách nhấn nhá tự nhiên, khá là gần gũi với văn nói đời thường. Dù chỉ mới tham gia vài bộ phim được chiếu trên sóng giờ vàng của VFC nhưng Công Dương đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, vài năm trở lại đây tất cả các bộ phim do VFC sản xuất đều được thu tiếng trực tiếp nên các diễn viên có chất giọng hay đều ghi dấu ấn mạnh, trong đó có Công Dương với Nhà Trọ Ba La Nha hay Hãy Nói Lời Yêu. Trong thời gian tới, với sự trưởng thành về lối diễn xuất cùng với chất giọng nam tính, chắc chắn Công Dương sẽ trở thành một trong những nam thần mới màn ảnh Việt, được giao vai nam chính trong các bộ phim ngôn tình. Hoàng Anh Vũ, mặc dù chỉ đóng những vai phụ trong các bộ phim truyền hình ăn khách của nhà đài nhưng Hoàng Anh Vũ luôn có màu sắc riêng để khán giả nhớ đến mình. Một trong những lý do khiến cho anh luôn ăn điểm và nhận được sự yêu mến của khán giả chính là cách đài từ, cách thoại rất tự nhiên và đời thường của anh. Nhờ ngoại hình lãng tử, cách thoại và lối diễn cá tính nên Hoàng Anh Vũ hay được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng giao cho những vai khá ăn chơi, nhưng chỉ toàn vai phụ. Có thể duyên chưa tới nên nam diễn viên này vẫn chưa có vai chính làm cho tên tuổi anh một sáng, xứng với tài năng và ngoại hình của anh. Thanh Sơn từng là thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp anh công tác tại nhà hát tuổi trẻ và được trở thành vedette trong các vở kịch tại đây. Trước đó anh được bố mẹ đưa đến nhà nghệ sĩ ưu tú Phạm Cường để luyện giọng nói và cách phát âm, đài từ. Chính nhờ lối diễn, cách đài từ được đào tạo bài bản, trải qua thời gian dài công tác khiến Thanh Sơn ngày càng diễn mượt hơn và nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Ở mảng phim truyền hình, Thanh Sơn cũng đã thể hiện sự tiến bộ qua thời gian, mỗi dự án phim khán giả và giới chuyên môn đều nhận định rõ điều đó. Hiện tại ở tuổi 31, Thanh Sơn đã trở thành một nam thần màn ảnh sở hữu trong tay nhiều vai diễn đáng nhớ và tên tuổi phủ sóng rộng khắp. Doãn Quốc Đam. Nói về cách đài từ ấn tượng thì Doãn Quốc Đam xứng đáng ở vị trí đứng đầu trong danh sách đài bởi lối diễn và cách thoại của anh có điểm rất riêng. Nam diễn viên dù thể hiện dạng vai nào cũng đều rất thật, vì anh luôn nghiên cứu kỹ và tìm kiếm tư liệu thực tế, lấy từ đời sống để mang vào phim. Dù đóng vai chính diện hay phản diện, đóng phim chính luận hay tội phạm, Doãn Quốc Đam đều xử lý rất tự nhiên, những câu thoại đều mang tính biểu lộ cảm xúc cao. Không chỉ đài từ hay, anh công nhân làm phim của VTV còn tìm những điểm khác biệt về cử chỉ, điệu bộ, dáng đi hay thậm chí là những cái nháy mắt để ghi dấu ấn cho khán giả. Dù chỉ đóng toàn vai phụ nhưng có nhiều phim anh lấn át cả vai chính, thậm chí là cân nguyên tim. Theo như lời Doãn Quốc Đam từng chia sẻ, anh còn xem nhiều phim Hollywood, học hỏi từ cách thoại của các diễn viên nước ngoài và tự tìm ra bí kíp riêng của bản thân. Những điều này nói lên sự nghiêm túc và niềm đam mê cháy bỏng với nghề ở nam diễn viên. Có người từng nói rằng, diễn viên có diễn xuất tốt, lại đài từ tốt thì cứ như hổ thêm cánh. Thế cũng đủ biết đài từ quan trọng thế nào đối với những người theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy. Hy vọng là các diễn viên VBIS khác cũng sẽ nỗ lực để ngày càng cải thiện, nâng cao khả năng đài từ và cho ra mắt những tác phẩm chất lượng trên màn ảnh.